để thực hiện vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thời gian qua, lực lượng chủ trang tỉnh Long An không ngừng được xây dựng, củng cố theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáng kể, nhất là lực lượng dự bị trọng chiên ở cơ sở. Bên cạnh lực lượng chính quy, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân ở 26 xã biên giới, gian cửa sông ra biển, lực lượng dự bị đồng chiên xây dựng đủ đầu mối đơn vị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị đồng chiên đạt trên 99%. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức theo phương châm vững mạnh rộng khắp. Là địa bàn chiến lược trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh, Long An luôn xác định nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần và xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị đồng chiên hậu cần là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.